Dạ, kính thưa giáo sư Thi Khuê, kính thưa quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp đã tham dự chương trình này. Thì tôi là bác sĩ Lê Thanh Liêm, công tác tại khoa siêu âm của Trung tâm Y khoa Medic thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay thật là vinh dự được ngồi đây để nói chuyện với các anh chị và trao đổi một cái vấn đề mà như cô Thi Khuê vừa giới thiệu đó, chúng ta thấy là thiếu sự thống nhất và chúng ta có thể trả lời những kết quả khác nhau cùng một cái nhân giáp. Và hôm nay thì trong cái thời lượng ngắn này thì em xin phép được làm rõ một vài vấn đề liên quan tới siêu âm của bưu giáp nhân và một số cái bảng phân loại T-RAD và cái chỉ định FNA thì trên cái góc nhìn của bác sĩ siêu âm và một số cái vấn đề thực tế. Thì trong phần trình bày này thì trước tiên thì chúng ta có bốn phần. Phần thứ nhất là các cái kỹ thuật siêu âm ngày nay mà chúng ta có thể dùng để khảo sát cái nhân giáp đó, trong đó có siêu âm BMOS, siêu âm Doppler và siêu âm đàn hồi. Thì tiếp theo là chúng ta cái mô tả một cái nhân giáp trên siêu âm và phân loại T-RAD như thế nào và chỉ định FNA nhân giáp. Cuối cùng là kết luận. Thì để dẫn nhập vào cái bài thì chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy rằng là nhân giáp là chúng ta rất thường gặp, chúng ta có thể siêu âm hàng ngày, có thể là do bệnh nhân phát hiện hoặc là bệnh nhân đi siêu âm tình cờ vì một cái nguyên nhân nào khác về siêu âm vùng cổ chúng ta phát hiện nhân giáp, chúng ta thấy là rất nhiều. Và chúng ta biết rằng là trong số lượng rất nhiều đó thì chỉ có khoảng 50% là cái ca ác tính thôi. Thì như vậy thì cái việc mà nhận ra cái nhân nào là ác tính trong số rất nhiều nhân lành tính như vậy thì luôn luôn là khó khăn. Và hiện nay để tiếp cận chẩn đoán và phân loại xử lý nhân giáp đó thì các hướng dẫn rất nhiều, các bạn hướng dẫn khác nhau. Mà chúng ta cũng hiểu rằng là cùng một vấn đề mà có rất nhiều hướng dẫn khác nhau, có nghĩa là chưa có cái hướng dẫn nào để gọi là chuẩn mực nhất. Và mỗi cái bản hướng dẫn nó đều có những cái ưu điểm và khuyết điểm của nó, và hiện tại giờ nó cùng tồn tại. Và chính vì cùng tồn tại như vậy cho nên dẫn đến là mỗi bác sĩ lại dùng theo một cái hướng khác nhau và dẫn tới là không thống nhất được. Lượt qua về các cái kỹ thuật siêu âm khảo sát nhân giáp thì trên cái hình này chúng ta thấy là có ba cái hình. Thứ nhất là cái siêu âm BMOS, là cái siêu âm kinh điển nhất chúng ta dùng để phát hiện là có cái nhân giáp hay không. Thứ hai là chúng ta khi mà phát hiện nhân giáp rồi chúng ta sẽ mô tả cái nhân giáp đó như thế nào, mô tả như thế nào cho gọi là chính xác mà thống nhất được. Và thứ ba là tiếp theo là chúng ta phân loại, làm phân loại T-RAD. Còn nhóm thứ hai là siêu âm Doppler màu. Siêu âm Doppler là dùng để khảo sát cái túi máu trong nhân giáp và đôi khi là dùng để loại trừ cái đó không phải nhân giáp. Và cái mod thứ ba là cái mod siêu âm mới, gọi là mới vậy thôi chứ còn thực sự ra là ở Việt Nam chúng ta đã trải khắp rồi, tức là từ miền Bắc cho tới mũi Cà Mau hầu hết các nơi đều có cái máy móc để sử dụng cái công nghệ này. Và cái kỹ thuật này là khảo sát cái độ cứng của nhân giáp và từ đó chúng ta phối hợp với các cái kỹ thuật trước kia để làm thay đổi cái T-RAD. Đó là ba cái mod kỹ thuật mà chúng ta dùng hiện nay. Trước tiên thì chúng ta nói về cái mod siêu âm đầu tiên, đó là siêu âm BMOS. Thì với cái hình như thế này nè, để nhắc lại cái quá khứ, cái lịch sử là chúng ta vẫn khám tuyến giáp hiện tại và chắc lẽ thì vẫn còn, nhưng mà chúng ta biết rằng những cái nhân giáp mà nó rất nhỏ, siêu âm bây giờ cái độ phân giải rất tốt cho nên phát hiện được, trong khi đó thì chúng ta không thể sờ để phát hiện được. Hiển nhiên là như vậy thì chúng ta cũng không đánh giá được tính chất của nó bằng cách bằng sờ. Và như vậy thì chúng ta tận dụng cái siêu âm phổ biến hiện nay để chúng ta, thứ nhất là chúng ta xem cái mô tuyến giáp để xem các cái bệnh lý tuyến giáp lan tỏa và tìm cách để phát hiện cho bằng được các cái nhân giáp từ nhỏ đến lớn. Và khi phát hiện được thì chúng ta sẽ mô tả các cái tính chất của một nhân giáp, bao gồm là vị trí, rồi số lượng, rồi kích thước, thành phần, mức độ phản âm, đường bờ, trục, rồi cái vôi hóa, rồi sự xâm lấn và hạch vùng. Như vậy thì chúng ta thấy diễn tả thì cũng không có gì, là nhìn trên cái bảng như thế này thì không có gì là quá khó. Nhưng mà vào thực tế thì cái nhân giáp nó rất là nhiều hình dạng khác nhau và mỗi người do cái định kiến của mình hoặc là cái quan điểm hoặc là do cái ngôn ngữ của mình ở vùng miền nữa, cho nên cái diễn tả nó thật sự rất là khác nhau, cho nên là từ cái diễn tả khác nhau này dẫn đến cái chẩn đoán phân loại T-RAD nó cũng khác nhau. Như cái hình bên đây chúng ta thấy là một cái nhân giáp có vôi hóa viền đây trên nền một cái mô tuyến giáp bình thường, là phản âm của tuyến giáp bình thường thì gọi là phản âm dày hay là tăng âm. Thì để cho rõ những cái chuyện, để cho tránh cái sự khác nhau đó thì tôi xin đưa một vài hình ảnh để cho chúng ta thấy được cái hình ảnh như thế nào, sẽ mô tả như thế nào để cho nó tương đối thống nhất với nhau.
Cái thứ nhất chúng ta nói tới một cái nhân giáp gọi là tăng âm. Cái mô giáp nền đã mô giáp nền của người bình thường thì đã gọi là tăng âm rồi. Nhưng mà cái nhân giáp để gọi là tăng âm thì cái phản âm nó phải cao hơn mô giáp nền, tức là nó sáng hơn, nó màu trắng hơn. Còn cái hình bên đây là cái mô giáp này, cái nhân giáp này gọi là đồng phản âm. Có nghĩa là cái mức độ phản âm của cái nhân giáp này nó tương đương với lại cái mô giáp nền xung quanh. Và cái hình ở góc dưới bên trái, hình ở dưới góc dưới bên trái thì chúng ta thấy rằng là cái nhân giáp nó màu tối hơn so với cái mô xung quanh, cho nên là chúng ta gọi là giảm âm hay là phản âm kém. Rồi đây chúng ta thấy cái nhân giáp đây, phản âm giảm, phản âm của nó thấp hơn so với mô giáp nền thì chúng ta gọi là giảm âm. Và ở đây thì chúng ta cần thêm một cái khái niệm nữa chúng ta cần làm rõ, là vì nó có thêm một cái kiểu phản âm gọi là phản âm rất kém. Cho nên là hai cái cấu trúc này cùng là phản âm kém cả, nhưng mà cái mức độ nguy cơ ác tính khác nhau. Vì vậy chúng ta phải rạch ròi được cái chuyện này. Cái phản âm gọi là kém khi nào nó chỉ thấp hơn cái mô giáp nền thôi, chứ cái phản âm của nó vẫn tương đương với cái cơ bên cạnh, cái cơ phía trước, cổ trước hoặc là cước đòn chẩm. Còn cái hình bên đây, cái phản âm này gọi là rất kém, bởi vì phản âm của nó không chỉ thấp hơn cái mô giáp nền mà nó phải thấp hơn cả cái cơ bên cạnh nữa, thì gọi là phản âm rất kém. Và phản âm rất kém thì cái nguy cơ ung thư nó sẽ cao hơn cái phản âm kém. Và ở đây là một số cái nhân giáp mà người ta gọi là nhân giáp hình dạng bọt biển. Khi thấy cái nhân giáp này hầu như chúng ta không có phân tích gì nhiều, chúng ta nhìn cái nhân này chúng ta cho vô luôn là tirat 2, tức là cái dạng điển hình của nhân giáp lành tính. Và với cái nhân giáp mà dạng hỗn hợp, ở đây bây giờ thì chúng ta bắt đầu thống nhất ngôn ngữ. Ngày xưa thì các bác sĩ hay nhìn một cái nhân mà có phản âm dày, xong đó lẫn một tí phản âm kém vô đó thì chúng ta gọi là hỗn hợp. Điều đó là không có đúng. Cái đó là phản âm dày không đồng nhất, nó thể hiện là một cấu trúc đặc. Còn trong khi mà khi chúng ta đã dùng cái từ là phản âm hỗn hợp thì ý có nghĩa là ám chỉ là chúng ta đã nhìn thấy bên đó có thành phần đặc và thành phần dịch. Thành phần đặc và dịch thì gọi là hỗn hợp. Và nhưng mà khi chúng ta thấy hỗn hợp như thầy, chúng ta lại phân chia ra thành hai cái nhóm đây. Một cái nhóm á là thành phần đặc nó dạng viền xung quanh, dạng đồng tâm. Còn trong khi cái hình bên dưới á là thành phần đặc và nó lệch tâm. Có nghĩa là giống như cái chồi mà chúng ta hay dùng cái từ cái chồi đó. À, như vậy thì với hình cái chồi như thế này thì khi phân loại tirat chúng ta lại không quan tâm tới cái chuyện mà cái nang xung quanh nó như thế nào nữa, mà chúng ta quan tâm cái phần đặc của cái chồi này. Có nghĩa là ta sẽ diễn tả phản âm của nó, diễn tả vi voi trong nó và đường bờ của bản thân cái chồi này thôi. À, lúc đó thì người ta phân loại tirat theo cái chồi đó. Và trên cái hình này xin nhấn mạnh thêm một điều nữa, chúng ta dùng cái từ trục trước sau. Chúng ta cái này là một yếu tố rất quan trọng trong chẩn đoán cái nguy cơ ung thư tuyến giáp. Thì chúng ta thấy rằng ở trục trước sau là nguy cơ ung thư cao hơn là so với nhân giáp trục ngang. Nhưng mà cái này là cái hình, hai cái hình này tôi đặt đây là cùng một nhân giáp đó. Khi chúng ta cắt ngang thì chúng ta thấy cái hình trục trước sau rõ ràng là đường kính phía trước sau nó lớn hơn đường kính ngang. Nhưng mà chúng ta đo đạt trên mặt cắt dọc thì cái đường kính ngang nó lớn, đường kính bề cao nó lớn. Vì vậy mà khi quyết định một nhân giáp là trục trước sau hay không, chúng ta chỉ dùng mặt cắt ngang thôi, không có dùng trên mặt cắt dọc. À, đây là một số cái khái niệm mà để cũng là một số cái yếu tố dễ dẫn tới sai lầm. Chúng ta có một cái thùy giáp này rất là hay, nó chứa ba cái nhân với ba cái kiểu khác nhau. Cái thứ nhất là một cái nhân mà dạng tổ ong, dạng bọt biển mà tôi vừa nói khi nãy đó, một điển hình của một cái nhân giáp lành tính. Ở đây là một cái nhân giáp điển hình của một cái nhân giáp tirat 5, tức là nguy cơ ung thư rất là cao. Chúng ta thấy là bên trong có những cái nốt vi vôi rất là rõ. À, mà bây giờ thì cái từ vi vôi này với ACA thì người ta không dùng là vi vôi, mà người ta dùng là những cái phản âm dày li ti, là những cái này. Và tôi đưa cái hình này vào là mục đích để chúng ta phân biệt một cái chấm phản âm dày này trong một cái này gọi là cái nang giáp keo đơn thuần đây. Chúng ta thấy giữa cái nang nó lơ lửng một cái chấm phản âm dày. Như vậy thì chấm phản âm dày này là một chấm phản âm dày ý nghĩa của đại diện cho cấu trúc lành tính. Vậy thì chúng ta phân biệt như thế nào đây? Ta phân biệt là chấm phản âm dày này nó to và nó có cái bóng trắng ở phía sau. Bóng trắng ở phía sau nó chính gọi là ảnh giả đuôi sao chổi là cái đó. Trong khi đó nếu là vôi mà nó to như thế này thì thường nó sẽ có bóng cản, tức là phía sau nó phải là bóng đen. Còn cái này là bóng trắng. Như vậy thì thấy một tổn thương tuyến giáp mà thấy có những cái nốt như thế này và có cái bóng sao chổi phía sau chính là nhân lành tính.
Ngược lại á, những cái nhân nào mà tôi nói vừa nói là điển hình của một ung thư giáp đây, chúng ta thấy rằng là cũng có chấm trắng mà chúng ta nghĩ là vôi, nhưng mà tại sao chúng ta không thấy bóng cản? Bởi vì cái nốt này quá nhỏ. Vì vậy mà như vậy thì tóm lại chúng ta thấy cái bóng trắng mà có ảnh giả đuôi sao chổi, tức là cái bóng ảnh giả ảnh của lành tính. Còn cái bóng trắng mà không có ảnh giả đuôi sao chổi hoặc là có bóng lưng, tức là đại diện cho cái vôi hóa của nhân giáp. Cũng trong cái chuyện đó thì tôi đưa cái hình kế bên này. Cái hình bên này là một cái trường hợp đã mắc sai lầm trong thực tế. Một bác sĩ siêu âm lúc mà bệnh nhân thời điểm khám thấy một tổn thương cỡ tầm này thôi, nhỏ như thế này. Chúng ta nhìn thấy những cái điểm này là phản âm trống rất là rõ, giống như cái nang đây. Và các bác sĩ nhìn thấy cái chấm trắng nó rải rác như thế này thì nghĩ là cái nang giáp keo và có những cái ảnh giả đuôi sao chổi, tức là nghĩ là những hạt cao dạng keo giáp, tức là nghĩ như vậy thôi chứ không có xác nhận rõ ảnh giả đuôi sao chổi. Thì trường hợp này 3 tháng sau đó lớn rất nhanh và di căn hạch, thì lúc đó mới phát hiện ra những nguyên một cái vùng này là vùng vi vôi và cấu trúc này toàn bộ là cấu trúc đặc cả. Như vậy thì chúng ta sự phân biệt giữa cái nốt gọi là hạt keo giáp và cái nốt vi vôi là một cả một vấn đề cũng rất là khó khăn, và chúng ta chỉ cần đánh giá sai một chút thì cái điểm số để đánh tiras nó thay đổi rất nhiều. Tiếp theo thì tôi xin nói một chút về siêu âm Doppler nhân giáp. Thì thực sự ra các bản phân loại tiras hiện tại bây giờ người ta lại không dùng Doppler, trong khi Doppler nó cũng có giá trị của nó. Dù gì chăng nữa thì một cái khối u mà nó có túi máu vào bên trong nó cũng chứng tỏ được là nó có mô đặc hay là nó có mô sống, giúp chúng ta là phân biệt những cái trường hợp mà không phải u. Chẳng hạn như trên cái một cái nhân giáp như thế này, một cái nhân giáp điển hình ung thư mà tôi vừa đưa đó, thì chúng ta thấy rằng là cái túi máu nó như thế này. Đây là một cái công nghệ Doppler mà dùng Doppler vi mạch. Chúng ta thấy được cái túi máu thực sự của nó rất khủng khiếp ở bên trong. Với Doppler thường thì những cái ca này chúng ta chỉ thấy được túi máu, vài cái túi máu rải rác thôi ở trung tâm và ngoại biên. Thì đưa cái hình này để tôi chứng tỏ một điều là có những trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng là không có túi máu, nhưng mà khi chúng ta dùng Doppler có độ nhạy cao chúng ta sẽ thấy có túi máu ở trong đó. Và như vậy thì ngược lại, khi các bác sĩ muốn kết luận một tổn thương không có túi máu thì mình phải dùng Doppler ở mức độ nhạy rất cao. Không phải là vi mạch, Doppler thường chúng ta cũng phải set up những cái thông số để cho nó đạt cái độ nhạy cao của nó, thì lúc đó mới quyết định được. Và đối với siêu âm Doppler nhân giáp thì chúng ta không quan tâm tới cái túi máu trong nhân giáp là dạng phổ gì, động mạch hay tĩnh mạch, cái điều đó người ta không quan tâm. Người ta quan tâm tới cái kiểu túi máu, tức là người ta nhận thấy rằng những cái nhân giáp mà lành tính thì 80-95% là có túi máu ngoại vi. Còn ngược lại những cái nhân giáp ác tính thì tới 70-90% là có túi máu trung tâm. Như vậy thì khi chúng ta làm siêu âm mạch máu, chúng ta xem cái nhân đó ưu thế mạch máu là ngoại vi thì là một cái hướng về lành tính, còn ưu thế mạch máu là trung tâm là hướng về ác tính. Đó là một cái yếu tố phụ thêm để chúng ta đánh giá thêm. Về chuyện mà khi mà mình thấy một cái tổn thương của tuyến giáp mà không có mạch máu thì chúng ta phải rất là cẩn thận, coi chừng là chúng ta bị nhầm là một cái nhân giáp ung, mà tức là chúng ta nghĩ là ung thư nhưng mà không phải vậy. Nó có nhiều khả năng xảy ra lắm. Ví dụ như một cái nang mà nó có xuất huyết hoại tử bên trong, chúng ta nhìn tưởng đâu là một cái nhân phản âm kém, hoặc giả là một cái vùng hoại tử, hoặc là cái sẹo do những cái viêm giáp bán cấp cũ để lại, hoặc là một cái túi thừa thực quản. Thường xuyên là túi thừa nó sẽ đè vào cái nhân giáp thùy trái, đè vào thùy trái nó tạo thành ảnh giả của một cái nhân giáp tiras 5. Cho nên là chúng ta phải cảnh giác cái chuyện đó. Và với siêu âm mà độ nhạy cao thì một cái nhân cho dù là dạng bọt biển như thế này, Doppler thường không thấy mạch máu, nhưng mà Doppler vi mạch vẫn thấy được, chứng tỏ là nó vẫn có túi máu bên trong đó. Một số hình ảnh để chúng ta thấy đây là một cái trường hợp một bệnh nhân này là có tiền sử viêm giáp bán cấp và được theo dõi thường xuyên. Cái tổn thương được xuất hiện từ cái thời viêm giáp cho tới thời điểm chúng ta khám là rất nhiều tháng, rất nhiều năm, và chúng ta thấy tổn thương như thế này. Nếu chúng ta không nhìn vào cái bệnh sử đó, chúng ta nhìn cái nhân như thế này thì chúng ta buộc phải đánh giá là một cái nhân có nguy cơ ung thư cao, bởi vì phản âm rất kém và đường bờ không đều. Nhưng với siêu âm Doppler thì chúng ta thấy nó chỉ túi máu bên ngoài thôi, bên trong nhân này không có, trung tâm không có. Đây là một cái nhân chúng ta nhìn vào tưởng đâu nhân giáp tiras 5 đây, nhưng mà dùng Doppler chúng ta thấy là dùng mức độ nhạy rất cao rồi, xung quanh mạch máu rất rõ nhưng mà trung tâm này vẫn không có. Thì ca này được sinh thiết ra và sau đó phẫu thuật cũng chỉ là một cái phình giáp keo và có xuất huyết thôi. Đó, tức là những cái tổn thương không phải u mà nó cũng biểu hiện ra hình ảnh giống như là nhân giáp tiras 5.
Rồi tiếp theo tôi dùng nói tới cái mode thứ ba là siêu âm đàn hồi mô. Cái siêu âm này bản chất là một kỹ thuật siêu âm để khảo sát cái độ đàn hồi của mô, có nghĩa là nói lên độ cứng của nhân giáp. Nó thay thế cho việc là chúng ta sờ coi nhân giáp đó cứng hay mềm hay chắc đó. Thì siêu âm đàn hồi thì nó được cái là chúng ta có hai công nghệ, một cái công nghệ gọi là strain elastography và một cái công nghệ dựa vào cái sóng ngang là shear wave. Thì với công nghệ strain này chúng ta khảo sát cái độ cứng của nhân giáp á, chúng ta có thể định tính được, tức là nhìn vào chúng ta biết nhân giáp cứng hay không, và bán định lượng, tức là chúng ta nói nó cứng ở mức độ nào theo những cái thang điểm quy ước. Và chúng ta còn có thể khảo sát cái độ cứng của nhân tới mức là định lượng, có nghĩa là chúng ta nói được nó cứng bao nhiêu kilopascal, và từ đó chúng ta sẽ đưa ra cái hướng chẩn đoán kết hợp với BMOD và Doppler. Tôi lấy ví dụ cái hình này, chúng ta thấy một cái nhân giáp trên hình BMOD nó như thế này. Có vôi to đây, cái nhân giáp như thế này. Với siêu âm đàn hồi thì nó hiện lên một cái bản đồ màu xanh dương như thế này. Dương như thế này so với cái bản đồ độ cứng ở bên trái này, chúng ta thấy là màu xanh dương là màu cứng, màu đỏ là màu mềm. Như vậy thì thoạt nhìn vào chúng ta biết được cái nhân này cứng hơn mô xung quanh rất là nhiều. Và thậm chí kích thước của nó cũng lớn hơn cái nhân giáp bên BMOD luôn. Nó thể hiện cái sự xâm lấn ra xung quanh nữa. Chẳng hạn như cái hình này là cái hình dẫn tới sai lầm rất nhiều này. Chúng ta thấy là một cái cấu trúc dạng nang như thế này chúng ta có thể là rất coi thường. Nhưng mà bên trong nó có một tí mô đặc. Và mô đặc này nó lại có phản âm kém và có vi vôi đây. Thì là nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy là đây là một cái nhân nguy cơ cao. Và với siêu âm đàn hồi thì cho thấy là một cái vùng rất cứng ở chỗ đó, chứng tỏ là một cái nhân giáp ung thư. Ca này thì sinh thiết ra là PTC. Và ứng dụng đàn hồi vào siêu âm thường quy như thế nào? Thì người ta ứng dụng bằng cách là người ta ứng dụng đàn hồi lên cái nhóm mà tirat mà nguy cơ thấp. Ví dụ như tirat 3 thông thường thì chúng ta sẽ cho theo dõi. Thì chúng ta sẽ dùng đàn hồi này vào để chúng ta xem nếu như trong số những ca theo dõi đó mà có ca nào là cứng thì chúng ta sẽ chuyển thành tirat 4. Và ngược lại, nếu mà tirat 4A mà chúng ta thấy nó rất mềm thì người ta cho phép chuyển thành tirat 3 để theo dõi thôi, không phải sinh thiết. Cho nên là khi áp dụng cái kỹ thuật này vào thì cái số ca sinh thiết sẽ giảm xuống, nhưng mà không bỏ sót thêm cái ca ung thư. Người ta thấy là độ đặc hiệu nó tăng từ 20 lên 47% đây, mà trong khi đó thì cái độ nhạy nó không có thay đổi. Cái đó là cái giá trị của nó, có lẽ là tương lai chúng ta sẽ thấy nhiều cái kết quả như thế này. Chúng ta trở lại cái chủ đề chính trong cái phần trình bày hôm nay, đó là hệ thống phân loại tirat. Thì chúng ta nhìn qua các cái đặc điểm, các cái đặc tính của siêu âm của một cái nhân giáp để chúng ta phân biệt lành và ác. Thì trước đây khi chưa có phân loại tirat á, chúng ta giải với nhau một vài vấn đề. Thứ nhất á, là khi chúng ta thấy cái nhân giáp mà phản âm, tăng âm hoặc là đồng âm thì chúng ta không có quan tâm, chúng ta nghĩ như vậy là lành tính. Hoặc giả là khi cái nhân giáp phản âm giảm, tức là phản âm kém đó, thì chúng ta là mới lo lắng là nó ung thư. Rồi, nhưng mà chúng ta nhìn vào cái độ phản âm thì chúng ta sẽ thấy đây. Ở trên hình này chúng ta thấy là tăng âm thì thường là lành tính, nhưng mà ác tính nó cũng có. Rồi giảm âm thì lành tính cũng có, ác tính cũng có. Ví dụ như chúng ta nói là nút vôi to thì thường là lành tính, nhưng mà chúng ta thấy trên cái bảng của Carol đây, người ta thống kê người ta thấy là vôi to thì lành tính là nhiều nhưng mà ác tính cũng có. Rồi vôi nhỏ li ti thì lành tính ít nhưng mà cũng có. Đại khái là vậy. Chúng ta thấy là sự trồng lấp giữa một cái nhân giáp lành tính và ác tính, các đặc tính siêu âm nó trùng lấp với nhau rất là nhiều. Và như vậy thì với mỗi một cái đặc điểm siêu âm á, cho là phản âm kém hay vi vôi, mà chúng ta dùng một đặc điểm để nói là nhân đó là ác tính á, thì cái độ nhạy và độ đặc hiệu rất là thấp. Và chính vì mỗi một cái đặc điểm nó thấp như vậy cho nên mới là cái động lực để ra đời các cái bảng phân loại mức độ ác tính của nhân giáp. Trong đó chúng ta thấy là có bảng ATA hay là các cái bảng tirat hiện nay, là cái bảng tổng hợp các cái yếu tố ác tính lại với nhau. Phần này thì tôi xin nói lượt qua một chút xíu về ATA. Có vẻ như là nhóm bác sĩ chuyên về nội tiết thì thường dùng cái bảng này hơn là nhóm bác sĩ chuyên về ung bú. Chúng ta thấy rằng là ở trên này chúng ta thấy là có nguy cơ cao, nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp đây. Và với những cái hình ảnh đại diện như thế này thì theo tôi thấy thì nó rất là hay để trực quan, và chúng ta có thể nhìn vào một cái nhân, ta so sánh với cái bảng này là chúng ta có nghi ngờ ung thư hay không. Nhưng mà nó xem kỹ ra thì nó cũng có một vài cái thiếu sót. Chúng ta nhìn như thế này nè, ví dụ như chúng ta nói nhân này có vi vôi, nhân này bờ không đều, nhân này trục trước sau, hay là ở đây là có một cái hạch di căn. Bảng này thì có nhắc tới hạch di căn.
Nhưng mà một cái nhân nó có một đặc điểm như thế này, giống như cái bảng phía trước người ta nói đó, đâu có nghĩa là ác tính. Như vậy thì chúng ta đọc kỹ lại cái bảng hướng dẫn này, chúng ta sẽ thấy là khi họ nói là có một đặc điểm, nhưng mà bản chất đã họ đã nói tới ba đặc điểm. Đó là một cái nhân đặt phản âm kém và có thêm cái này vào thì mới gọi là có nguy cơ ác tính cao. Như vậy thì họ đã nhắc tới ba đặc điểm. Cái này cũng là nhắc tới nhân đặt phản âm kém, đây cũng đặt phản âm kém, đây là nhân dày, nhân đặt phản âm dày. Như vậy thì tôi đặt một vấn đề, giả sử như một cái nhân phản âm dày mà bờ không đều hoặc là có vi vôi thì nó được đặt vào cái cột nào trong cái bảng này? Chúng ta không có chỗ đặt. Như vậy thì có nghĩa là cái bảng này như vậy là chưa khái quát được hết những cái dạng thức của cái hình ảnh siêu âm mà chúng ta có thể thấy được. Chúng ta, và đây là cái guideline hướng dẫn của ATA về cách xử lý của các nhân giáp và chọc hút FNA. Rồi tiếp theo thì tôi xin bàn luận về các cái hệ thống phân loại TIRAD. Thì như chúng ta đã thấy trên cái bảng này, mình thấy là từ 2009 thì cái khái niệm về phân loại TIRAD nó bắt đầu ra đời. Và như vậy thì từ đó tới nay diễn biến rất là nhiều, người ta cải biên rất nhiều, thay đổi rất nhiều để cho ra đời rất nhiều bảng phân loại TIRAD. Và cho đến hiện nay thì các bảng mà còn được dùng á, được nhắc tới thì thứ nhất là bảng TIRAD của tác giả Quad của Hàn Quốc. Vì cái bảng này rất dễ ứng dụng và dễ nhớ. Rồi tiếp theo cái bảng thường dùng thứ hai đại trà hơn đó là Asia TIRAD năm 2017. Và tương lai chúng ta lại có cái bảng AI đây, tức là dùng trí tuệ nhân tạo vào TIRAD, thay đổi cái TIRAD Asia 2017 này thành cái AI TIRAD. Có lẽ là sắp tới chúng ta có lẽ là sẽ dùng cái bảng này. Ngoài ra còn có nhiều cái bảng phân loại TIRAD khác nữa, nhưng mà hôm nay thì tôi xin phân tích sâu vào ba cái bảng mà đang tô màu đỏ đây. Thứ nhất là chúng ta nói cái bảng phân loại của TIRAD của tác giả Quad. Thì cái bảng này được tạo ra dựa trên nghiên cứu hơn 3.000 trường hợp, tức là lấy 5 cái đặc điểm siêu âm. Khi chúng ta dùng siêu âm mà chúng ta thấy một cái nhân giáp thì chúng ta đánh điểm nó, tính nó có bao nhiêu đặc điểm trong số 5 đặc điểm này. Nếu có một đặc điểm, thứ nhất là thành phần đặc, thì chúng ta đã là TIRAD 4A rồi. Hai đặc điểm trở lên thì 4B. 3 đặc điểm, 4 đặc điểm là 4C, còn cả đủ hết 5 đặc điểm này, tức là cả vi vôi, cả chiều cao hơn chiều rộng, bờ không đều, phản âm kém, thì chúng ta cho là TIRAD 5. Và trong cái bảng này, các bác sĩ nhận thấy rất rõ là echo kém và echo rất kém, họ cho rào thành chung một điểm, tức là không có sự khác biệt về mức độ nguy cơ. Và như vậy thì cái số dấu hiệu nghi ngờ mà càng tăng lên thì cái nguy cơ ác tính nó cũng càng tăng. Và cái cách dùng giống như tôi vừa nói đó, nếu có một đặc điểm là 4A với cái nguy cơ ác tính tầm này 3,3% đây, 4B thì 9,2, 4C đây, mà TIRAD 5 thì là 87,5%, tức là đủ hết 5 đặc điểm đó. Cái bảng này rất dễ dùng, chúng ta chỉ cần nhớ 5 đặc điểm đó là được. Ví dụ trên cái hình này chúng ta đưa ra 5 cái nhân giáp đây. Cái nhân số 5 này chúng ta thấy nhìn rõ đủ hết các đặc điểm. Thứ nhất là phản âm kém, bờ không đều, tất nhiên là mô đặc rồi. Rồi trục trước sau, rồi có vi vôi, là đủ hết. Như vậy thì là TIRAD 5. Còn đây chúng ta thấy một cái nhân đặc, phản âm là đồng âm với mô xung quanh, hoặc là phản âm dày, và không có những yếu tố khác vừa kể. Như vậy thì nó chỉ có một yếu tố là nhân đặc thôi, cho nên là TIRAD là 4A. Cái cách dùng nó rất là đơn giản như vậy. Và chúng ta khi phân loại TIRAD xong, chúng ta có mường tượng được cái nguy cơ ác tính của nó cỡ bao nhiêu phần trăm. Cái khuyết điểm của cái kỹ thuật đó là họ chưa nhắc tới cái chuyện là nó xâm lấn ra ngoài. Họ chưa phân biệt được cái phản âm kém và rất kém. Họ không đánh giá hạch cổ, cũng không dùng Doppler, không dùng siêu âm đàn hồi. Và nếu dùng bản phân loại TIRAD này thì chúng ta chỉ có là TIRAD 4A là có chỉ định FNA, chứ họ không nói gì tới chuyện kích thước của cái nhân giáp đó. Rồi chúng ta đi tiếp qua cái phần bản phân loại TIRAD của Asia 2017. Thì để chúng ta thấy sự khác biệt. Họ cũng dựa vào 5 cái đặc điểm của một cái nhân giáp, trong đó gồm thành phần, hồi âm, hình dáng, đường bờ và những cái đốm tăng âm. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy một số cái khác biệt đây. Ví dụ hồi âm kém họ cho là 2 điểm, nhưng mà hồi âm rất kém là 3 điểm. Như vậy thì nguy cơ nó cao hơn. Và ví dụ như đây có xâm lấn ra ngoài tuyến giáp là 3 điểm, nó trong khi bản kia chỉ có nói là bờ không đều thôi đó. Rồi ở trên này á, thì nốt vôi to cũng 1 điểm, vôi viền 2 điểm. Còn cái bản kia thì chúng ta chỉ có là những cái vi vôi thôi, chứ không tính tới vôi to và vôi viền.
Và với cái cách làm của cái phân loại TRAT ACA này thì chúng ta thấy là tính điểm của từng tính chất cụ thể và cộng các điểm đó lại chúng ta ra được cái phân loại TRAT, chẳng hạn như 2 điểm là TRAT 2, tức là không nghi ngờ và không làm FNA, tương đương với cái nguy cơ ung thư nó thấp chỉ có khoảng 2%, 3 điểm thì nguy cơ nó khoảng 5% và người ta vẫn chỉ định sinh thiết nếu cái nhân nó lớn. Rồi 4 đến 6 điểm thì là nghi ngờ vừa, cũng sinh thiết với kèm theo cái điều kiện là cái kích thước của cái nhân nó trên 1,5cm đây, và trên 7 điểm. Cái vấn đề đặt ra ở chỗ này nó rất là khó là chỗ là cái TRAT 5 đây. TRAT 5 nhưng mà người ta dùng có 7 điểm thôi và nguy cơ ung thư của nó có khoảng hơn 20%, và một số nghiên cứu người ta cho con số là khoảng 35%. Như vậy thì 100 trường hợp mà TRAT 5 chúng ta sinh thiết ra chỉ được có 20, 30, 40 trường hợp ung thư và rất nhiều trường hợp còn lại lành tính. Và chính vì vậy mà làm cho đôi lúc nó làm cho cái người bác sĩ lâm sàng nghi ngờ về cái TRAT 5 này, và một số trường hợp người ta lại vì vậy mà người ta không cho sinh thiết nữa. Một cái hay của ACA TRAT là người ta có những cái thuật ngữ người ta chuẩn hóa để chúng ta người dùng dùng giống nhau và bác sĩ lâm sàng cũng dùng giống nhau, có thang điểm, có xếp loại và khuyến cáo FNA theo kích thước. Những cái ưu điểm của họ là ở chỗ là nếu như mà bệnh nhân có nhiều nhân giáp á, thì người ta khuyến cáo là mình chỉ làm FNA hai cái nhân giáp nào mà mình thấy nghi ngờ nhất thôi, tối đa là hai nhân. Và nếu phải theo dõi thì chúng ta sẽ chọn ra tối đa là 4 nhân cần phải theo dõi để chúng ta mô tả kích thước vị trí cho nó rõ ràng. Và người ta khẳng định là cái kích thước không phải là cái yếu tố tin cậy, nó vẫn có khuyết điểm là không có Doppler, không có đàn hồi và cũng không có nhắc gì tới cái hạch cổ di căn cả. Chúng ta thử làm so sánh một cái bảng phân loại TRAT Quad và ACA TRAT. Tôi dùng những cái hình của phía trên để chúng ta đánh giá thêm. Ví dụ như ở cái hình mà chúng ta đánh giá Quad TRAT là TRAT 4A, thì với ACA thì chúng ta chỉ có một đặc điểm là thứ nhất là mô đặc và đồng âm. Như vậy thì chúng ta có mô đặc là 2 điểm, đồng âm là 1 điểm, tức là 3 điểm. Như vậy thì chỉ có nằm ở TRAT 3 thôi. Khác biệt là ở chỗ còn TRAT 4B, 4C thì nó tương đương với lại TRAT 4 của ACA trong hai cái hình này. Chúng ta có cái hình này là tương đương với lại 4 điểm, cái hình này là tương đương với 6 điểm. Chỉ khó cái là TRAT 5. TRAT 5 á, thì người ta dùng cái giới hạn ACA chỉ dùng giới hạn có 7 điểm thôi. Nhưng mà nếu để đạt được cái TRAT 5 giống TRAT 5 của Quad á, nó đủ 5 yếu tố đó, thì các anh chị thấy rằng là để đủ 5 yếu tố này á, thì tính ra điểm á, thì nó sẽ ra được khoảng chừng 12 tới 13 điểm theo nếu tính theo ACA TRAT. Vì vậy mà chúng ta thấy sự khác biệt rất rõ. Nếu như mà TRAT 5 mà 12 điểm thì độ ác tính của nó, nguy cơ ác tính nó gần 90%, tức là tương đương với Quad TRAT 5. Còn nếu TRAT 5 mà có 7 điểm thì hiển nhiên là cái độ ác tính, nguy cơ ác tính nó rất thấp, nó khoảng tầm 20% thôi. Vì vậy mà gần đây thì nhóm bác sĩ của bệnh viện ung bướu người ta làm một cách cũng rất là hay, là người ta dùng ACA TRAT nhưng mà người ta ghi kèm theo đó là bao nhiêu điểm. Như vậy thì nó sẽ vừa cũng là TRAT 5 nhưng mà nếu 7 điểm thì người ta hiểu là nguy cơ ác tính nó thấp, và nếu nó lên tới 12, 13, 14 điểm thì nó người ta hiểu được nó tương đương với lại TRAT 5 của Quad, tức là gần 90% là ác tính. Như vậy thì cái giá trị sử dụng nó cao hơn. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là nếu như dùng siêu âm TRAT thì tôi khuyến cáo các bác sĩ hai vấn đề. Cái thứ nhất là các bác sĩ chẩn đoán là nhân giáp TRAT mấy thì các bác sĩ ghi rõ luôn các bác sĩ đang đánh giá nhân giáp theo bảng phân loại nào, Quad TRAT hay ACA TRAT hay là TRAT của châu Âu chẳng hạn, ta ghi rõ lên trên cái report luôn. Và nếu thứ hai là cái khuyến cáo thứ hai là chúng ta dùng ACA TRAT thì khi chẩn đoán TRAT 4 á, các bác sĩ sẽ ghi kèm theo là bao nhiêu điểm, tức là TRAT 4 4 điểm, TRAT 4 5 điểm, TRAT 4 6 điểm. TRAT 5 cũng vậy, chúng ta cũng sẽ kèm theo là bao nhiêu điểm. Nếu như mà chúng ta nhận kết quả TRAT 5 mà 12 điểm, 13 điểm, 14 điểm, chúng ta hiểu là nguy cơ ác tính rất cao. Tiếp theo thì tôi phân tích một chút xíu. Cái này là một cái bảng phân loại TRAT mà kết hợp với lại trí tuệ nhân tạo. Người ta cải biên cái ACA TRAT thành cái bảng TRAT này và ra đời vào khoảng tháng 5 2019. Và hiện tại bây giờ ở Việt Nam mình nhiều nơi đang tiến hành làm nghiên cứu để thử nghiệm sử dụng cái bảng này. Và cái bảng này được đánh giá rất là cao qua các nghiên cứu quốc tế. Thì người ta
thấy rằng ta nhận thấy nó có nhiều cái thay đổi trong này. Tôi lấy ví dụ như chiều cao lớn chiều rộng, cái bản cũ là ta cho 3 điểm, bản này cho 1 điểm thôi. Hoặc là cái nhân mà hỗn hợp vừa đặt vừa nan á thì chúng ta có 1 điểm, còn trường hợp này cho 0 điểm. Còn cái nhân đặt hoàn toàn á thì bản cũ ta 2 điểm, trường hợp này có 3 điểm. Đó, có một số cái thay đổi như vậy và nhiều cái thay đổi trong này. Và nhưng mà cái khuyến cáo mà sinh thiết á, dựa vào kích thước thì các con số này không có thay đổi gì cả. Con số này hoàn toàn giống nhau. Và người ta nhận xét như thế này. Thứ nhất là cái cách chấm điểm của cái TIRAD, AI TIRAD này nó đơn giản hơn và hiệu quả hơn. Và chúng ta nhìn về cái nghiên cứu về cái giá trị, cái độ chính xác của nó dựa vào cái độ nhạy nè. Thì hai cái kỹ thuật này, hai cái bản này như nhau, tức là ICA TIRAD 2017 và cái bản mới này, cái độ nhạy là 93,3% là bằng nhau. Nhưng mà cái độ đặc hiệu á, thì cái bản mới cao hơn. Như vậy thì chính nhờ cái độ đặc hiệu cao hơn này cho nên người ta kết luận được rằng là với cái cách làm đó sẽ giảm bớt cái chỉ định FNA nhân giáp, thậm chí là giảm cái số ca cần mổ, giảm cái số việc theo dõi siêu âm. Đó là những cái giá trị của nó. Và hiển nhiên khuyết điểm thì cũng giống như những cái kỹ thuật phía trên. Đây là cái bản mới mà tôi đánh giá rằng là cái bản này đúng như những cái gì người ta nhận định và có thể là tương lai gần chúng ta sẽ dùng được cái bản này. Tiếp theo một chút nữa thì nói về chỉ định FNA nhân giáp thì chúng ta cũng đều biết cái phần cái gọi là chỉ định một cái làm cái gì đó trên bệnh nhân, cái đó là quyền và nhiệm vụ của bác sĩ lâm sàng. Bác sĩ làm siêu âm tức là chúng ta làm cận lâm sàng, chúng ta chỉ đưa ra hình ảnh và những cái gợi ý hỗ trợ. Thông thường thì chúng tôi sẽ dừng lại ở cái phân loại TIRAD và cái quyết định chọc hút hay là không hay là điều trị thế nào đó là thuộc về bác sĩ lâm sàng. Thì chúng ta thấy rằng là một bệnh nhân nhân giáp thì họ có thể gặp hai nhóm bác sĩ lâm sàng, tức là một nhóm bác sĩ thuộc về ung bú, thứ hai là một nhóm bác sĩ thuộc về nội tiết. Như vậy thì chúng ta thấy hiện tại bây giờ có rất nhiều điều khác nhau trong cái việc mà tiếp cận chẩn đoán hay điều trị. Và tôi nghĩ rằng trong cái bài tiếp theo của tiến sĩ Hoàng sẽ có những cái phân tích sâu xa hơn và rõ ràng hơn về cái chỉ định FNA nhân giáp. Đối với tôi thì tôi nói trên cái góc nhìn của bác sĩ siêu âm và nhân đây thì tôi phân tích một số vấn đề thực tế liên quan tới cái chỉ định này. Thì thứ nhất là khi mà chúng ta siêu âm một nhân giáp mà chúng ta thấy có nguy cơ ác tính cao theo phân loại TIRAD thì đó là có chỉ định FNA. Và thứ hai là chúng ta thấy rằng là có những cái nhân giáp dạng lành tính nhưng mà vẫn có chỉ định FNA bởi vì họ chuẩn bị can thiệp một gì đó chẳng hạn như là đốt u hoặc là những cái phẫu thuật. Hoặc là vì cái nguyên nhân không phải vì ung thư nhưng mà nguyên nhân vì vấn đề thẩm mỹ chẳng hạn, thì hoặc là nguyên nhân vì cái u nó chèn ép gây khó thở chẳng hạn, thì có rất nhiều nguyên nhân để người ta phải nhiều lý do để người ta can thiệp vào nhân giáp. Và trước khi đó thì người ta sẽ làm FNA, tức là không phải là FNA lúc nào cũng vì lý do ác tính. Và cái thứ ba là tôi muốn nói là một số cái nhân giáp chúng ta nhìn thấy là nó hình ảnh nó không có nguy cơ cao, tuy nhiên bệnh nhân có tiền sử nguy cơ chẳng hạn như có xạ trị vùng cổ hoặc là một cái bệnh lý nào đó mà người ta sẽ hóa trị nó làm cho cái suy giảm miễn dịch hoặc là tiền sử gia đình ca giáp, thì những trường hợp đó coi như là có nguy cơ nhưng mà nguy cơ về mặt lâm sàng chứ không phải nguy cơ về mặt hình ảnh siêu âm, thì chúng ta cũng có chỉ định FNA. Nói về chỉ định FNA dựa trên cái siêu âm thì trước tiên tôi nói nếu dùng quad TIRAD 2011 thì chúng ta thấy từ TIRAD 4A, 4B, 4C và 5 là đã có chỉ định sinh thiết và bản phân loại này không đề cập về đến kích thước của nhân giáp là bao nhiêu. Nhưng mà nếu chúng ta dùng theo ICA TIRAD thì chúng ta thấy rằng là TIRAD từ 3, 4, 5 đều có chỉ định sinh thiết nhưng mà nó tùy thuộc vào cái kích thước có phù hợp theo khuyến cáo hay chưa. Để bàn về vấn đề này thì chúng ta đưa ra một cái vấn đề khó khăn ở Việt Nam chúng ta là như thế nào. Ví dụ như tình huống này tôi phát hiện được một cái nhân giáp rất là nghi ngờ ung thư đây, có 7mm. Như vậy thì cho dù là chúng ta đánh là TIRAD mấy chăng nữa cũng vẫn là chưa có chỉ định sinh thiết theo cái bản khuyến cáo của ICA. Như vậy thì chúng ta có nên làm sinh thiết hay không? Cái vấn đề này rất rất là khó khăn. Nếu chúng ta làm theo khuyến cáo thì sẽ không sinh thiết, nhưng mà người bệnh thì họ sẽ lo lắng bởi vì chúng ta giải thích cho họ rằng là một bệnh nhân đang mang một cái nhân giáp có nguy cơ ung thư rất cao. Như vậy thì mình nói họ để theo dõi thì họ có chấp nhận nổi một cái khối u nghi ngờ ung thư nhiều trong người mình trong nhiều tháng để bắt đầu mình mới tiến hành làm sinh thiết để xác chẩn? Như vậy thì rất là khó để thuyết phục bệnh nhân mà không làm sinh thiết. Nếu ta không làm thì họ sẽ đi tìm chỗ khác để làm
và khi họ làm ra có kết quả ung thư thì đôi khi họ lại trách là do chúng ta không làm cho họ những thiếu sót của mình. Như vậy thì chúng ta xem lại các con số của bảng ACR TIRAD, chúng ta thấy là rất khó để dùng. Nếu như mà cho là TIRAD tới 5 mà họ vẫn đợi tới 1 cm, và hiện nay thì nhiều nơi kể cả ở ung bướu cũng vậy, khi chúng ta thấy một cái nhân giáp nghi ngờ ung thư nhiều thì hiển nhiên là chúng ta cũng sẽ làm sinh thiết để quyết định nó phải ung thư hay không. Và sau đó thì cái chuyện điều trị có mổ hay không thì lại là vấn đề của bác sĩ lâm sàng. Rồi chỉ định FNA nhân giáp thì còn nhiều cái yếu tố nữa. Chúng ta ví dụ như chúng ta một nhân giáp có nghi ngờ ung thư, chúng ta cân đối với một ca ví dụ như bệnh nhân 90 tuổi, chúng ta chẩn đoán ra thì chúng ta có làm được gì thêm không? Ví dụ như một bệnh nhân có bệnh nội khoa nặng hoặc là bệnh nhân có rối loạn đông máu thì chúng ta phải cân đo giữa cái lợi ích khi mà chẩn đoán được cái nhân giáp đó và cái nguy cơ mà người bệnh nhân phải mắc phải để chúng ta quyết định có làm hay không. Một số trường hợp cái nhân giáp chúng ta nhìn rất là điển hình lành tính nhưng mà bệnh nhân quá lo lắng thì chúng ta cũng phải xem xét cái chuyện này. Hoặc giả là một tình huống rất là thực tế, tôi nghĩ rằng là cái việc không tuân thủ điều trị không phải nói là bệnh nhân không tuân thủ mà là họ không có điều kiện tuân thủ. Chẳng hạn như một bệnh nhân ở vùng quê xa xôi lâu lắm mới có dịp để tới khám một lần. Nếu chúng ta hẹn họ là 3 tháng hay 6 tháng tái khám, liệu là họ có tới được hay không? Và nếu họ không tới được thì hậu quả sau đó thì chúng ta thấy như thế nào? Và một cái yếu tố nữa mà từ nãy giờ chưa có cái bản nào đề cập tới, họ chỉ nói kích thước nhưng mà không nói vị trí. Chẳng hạn như một cái nhân giáp mà nó kích thước nhỏ nhưng mà nó nằm ở vị trí eo giáp, chỉ cần nó lớn hơn một tí là nó phá vỏ bao là nó lan ra ngoài. Như vậy thì nó sẽ khác với một cái nhân giáp nhỏ, nó nằm ở trung tâm của thùy giáp, nó là một cái vấn đề nữa. Nếu mà nhân giáp nhỏ nhưng mà nó nằm ở những vị trí dễ xâm lấn thì chúng ta lại phải xử lý sớm. Thêm một vấn đề nữa là nếu như mà một nhân giáp mà chúng ta nghi ngờ ung thư, chúng ta cho làm FNA xong ra kết quả lành tính thì chúng ta tính như thế nào đây? Thì chúng ta phải xem lại cái kết quả siêu âm. Nếu như mà trên siêu âm nguy cơ thấp, chẳng hạn như ACR TIRAD 4 mà chỉ 4 điểm thôi, hoặc là Quad TIRAD mà 4A chẳng hạn, thì chúng ta biết là nguy cơ rất thấp. Thì những trường hợp này chúng ta nên để theo dõi, chúng ta coi như chấp nhận cái kết quả lành tính. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xem lại cái hình nhân giáp trên siêu âm mà nguy cơ rất cao hoặc là nguy cơ trung bình, chẳng hạn như 50% trở lên chẳng hạn, thì chúng ta nên xem xét FNA lại ngay. Và ngay là khi nào? Ngay thì thường thường người ta hay hẹn 1 tháng, nhưng mà có khi người ta hẹn 1 tuần, hoặc giả là bệnh nhân quá lo lắng người ta buộc phải làm ngay lập tức trong ngày đó hoặc là ngày hôm sau chẳng hạn. Thì có cái chuyện mà hôm nay lành tính hôm sau ác tính là chuyện mà chúng ta chắc có lẽ là ai cũng đã trải qua, gặp những bệnh nhân như vậy. Cho nên là ở cái slide này tôi muốn nói là chúng ta phải phối hợp, chúng ta đừng quá tin tưởng vào cái FNA, tại vì FNA nó cũng có dương tính giả và âm tính giả. Vì vậy mà khi ra kết quả lần một mà âm tính, lành tính thì chúng ta phải xem lại siêu âm cái nguy cơ nó có quá cao hay không để chúng ta tính toán là cho bệnh nhân làm lại ngay hay không. Kết luận lại thì tôi thấy rằng là siêu âm đóng góp thì ngày càng nhiều trong cái việc mà tầm soát và chẩn đoán và quản lý cái theo dõi cái nhân giáp. Và nếu mà chúng ta phối hợp được tốt các cái mod siêu âm, BMOD, Doppler và cả đàn hồi trong tương lai này, thì chúng ta thấy là cái chẩn đoán nó sẽ chính xác hơn và chúng ta giảm cái bỏ sót cái tổn thương ác tính. Trong khi đó thì chúng ta thấy rõ rồi các bảng phân loại về nguy cơ ác tính với nhân giáp, từ ATA cho đến các cái bảng phân loại TIRAD cũng thấy là chưa thống nhất nhau, và cái chỉ định FNA cũng vẫn là chưa thống nhất, cho nên chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong thực hành. Thậm chí trong cùng một bệnh viện mà chúng ta đã làm khác nhau rồi thì đừng nói gì giữa các bệnh viện với nhau. Và nếu mà chúng ta đạt được sự thống nhất từ bác sĩ lâm sàng, bác sĩ siêu âm thì và sử dụng cái bảng phân loại nào và guideline FNA khi nào, thì nếu mà đạt được cái chuyện đó thì chúng ta thấy là việc làm chúng ta rất là dễ dàng và người bệnh nhân sẽ được lợi. Và chúng ta có thể hy vọng điều đó hay không? Nếu như mà tôi nghĩ rằng cái điều đó nó chỉ xảy ra khi mà nhóm bác sĩ, các bác sĩ nội tiết ngồi lại với nhau cùng với các bác sĩ về ung bướu và chúng ta làm sao đó để đưa ra được một cái guideline chung, và cái guideline đó nó sẽ bảo vệ những cái người làm thực hành giống như chúng ta cũng như là bảo vệ bệnh nhân. Thì phần trình bày của tôi xin dừng ở đây, xin cảm ơn quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp đã theo dõi.
Xin cảm ơn bác sĩ Liêm. Không biết là các bạn có gửi câu hỏi hay không. Còn nếu không thì tôi cũng xin hỏi một câu. Tức là khoảng lúc mà siêu âm bắt đầu được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh á, thì tôi biết là có một cái nghiên cứu ở trong thành phố Hồ Chí Minh, và cũng không phải là gọi là lấy mẫu theo đúng nguyên tắc về dịch tễ, nhưng mà là những cái bệnh nhân tiếp cận được á, thì cái tỷ lệ nhân á, là phát hiện được là 20%, nhưng mà lúc ấy đó là cái 20% những cái người mà được làm. Thì lúc đó thì chúng ta biết là máy siêu âm nó chưa được như bây giờ, nó chỉ có B1 và nó chưa có đến cao cấp như bây giờ. Nhưng mà bây giờ đây thì tôi thấy là nếu mà với cái tình hình mà máy của mình tốt như vậy đó, thì có lẽ là cái tỷ lệ nhân phát hiện ra rất là cao. Đó, cho nên là cái kiến thức đó mà về biếu giáp nhân thì thật sự cũng rất là cần thiết. Đó. Thế nhưng mà đồng thời đó thì biếu giáp nhân rồi mình lại thấy biếu giáp đa nhân nữa. Thì cái cách mà đánh giá nhân trong một cái biếu giáp đa nhân đó, thì nó có tương tự như thế này không? Dạ, hay là thế nào thì xin bác sĩ Liêm là chỉ dẫn lại cho bên lâm sàng một chút. Dạ. Dạ, thưa cô, cảm ơn cô có câu hỏi rất là thực tế, bởi vì là cái việc mà hàng ngày chúng ta gặp bướu giáp đa nhân là rất nhiều. Và với người làm siêu âm thì cái công việc nó không khác gì nếu mà chúng ta thấy một nhân. Chúng ta thấy nhiều nhân thì chúng ta phải đánh giá nhiều nhân. Thì chúng ta không có thể nào mà làm từng nhân, một bệnh nhân có thể là 5 nhân, 10 nhân, thậm chí có những ca mà không đếm nổi cái số nhân. Như vậy thì trong quá trình khảo sát á, chúng ta quét cắt dọc và cắt ngang, chúng ta quét qua các nhân đó thì chúng ta sẽ dừng lại ở những cái nhân có nguy cơ nhiều. Và chúng ta khảo sát rất là kỹ cái nhân có nguy cơ đó và chúng ta đánh điểm tirat của nó. Rồi tới cái nhân khác có nguy cơ nữa, chúng ta cũng lại phân loại tirat. Như vậy thì giống như khuyến cáo của ACR rất là hay, là ở chỗ là trong số nhiều nhân đó chúng ta sẽ chọn lọc ra hai cái nhân mà có tirat cao nhất để chỉ định FNA. Còn nếu chưa có chỉ định FNA thì trong đó chúng ta sẽ xem những cái nhân nào để cần để theo dõi trong 3 tháng, 6 tháng đó. Thì chúng ta sẽ ghi rõ cấu trúc, kích thước và vị trí của cái nhân đó. Và chúng ta ghi rõ tirat trong cái report để lần sau chúng ta theo dõi, chúng ta so sánh kích thước của cái nhân đó. Và như vậy thì kết luận thì người ta thấy rằng là người ta khuyến cáo mình nên kết luận một cái tuyến giáp tirat thì dựa vào cái nhân tirat cao nhất. Nhưng mà theo em á, thông thường hàng ngày mình làm á, thì mình kết luận riêng tirat của từng nhân mà mình quan tâm. Còn những cái nhân còn lại tirat nó tương đương nhau, như tirat 2, tirat 3 cùng với nhau mình có thể mô tả chung một lượt. Còn những cái nhân nào có nguy cơ thì sẽ mô tả riêng và ghi nhận tirat riêng để chúng ta theo dõi. Thì công việc cũng giống vậy. Cảm ơn cô. Cảm ơn bác sĩ Liêm. Thì vấn đề là đặt câu hỏi đó, thì đây có câu hỏi tiếp là: cho em xin hỏi đặc điểm tưới máu của viêm giáp bán cấp và ba sơ đâu giống hay khác nhau? Tôi xin trả lời câu hỏi của bác sĩ về cái đặc điểm tưới máu của viêm giáp bán cấp và ba sơ đô. Ba sơ đô trong cái giai đoạn mà người ta chưa điều trị, tức là bệnh nhân thường tới với mình là cái giai đoạn mà đang sụp ký, tức là mới ban đầu hết á, thì nó là điển hình hết, trên hình ảnh siêu âm rất điển hình. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tưới máu rất nhiều, các mạch máu rất là to. Và sau đó thì chúng ta gần đây thì chúng ta dùng luôn cái siêu âm Doppler động mạch giáp. Khi chúng ta thấy một cái nhân giáp mà nghi ngờ ba sơ đô, ta dùng Doppler động mạch giáp và chúng ta đo cái vận tốc đỉnh tâm thu và nhịp mạch. Chẳng hạn như nó ra vận tốc đỉnh tâm thu bình thường và nhịp mạch bình thường hoặc thấp thì chúng ta phải nghĩ tới cái hướng khác, đó là viêm giáp Hashimoto. Còn nếu như mà chúng ta ra được cái vận tốc điển hình là thường thường nó sẽ trên được 70 cm/giây, trong khi đó bình thường nó khoảng dưới 40 thôi. Nó trên được 70 cm/giây là chúng ta hầu như chắc nó là ba sơ đô. Và cộng với tình huống điển hình thì nó sẽ có nhịp mạch nhanh. Cái viêm giáp bán cấp, viêm giáp đờ cạc ven, cái hình ảnh đó tưới máu khác hẳn. Chúng ta thấy thứ nhất là cái tổn thương viêm giáp bán cấp là tổn thương giảm âm và giới hạn không rõ giống như cái nhân giáp. Tức là từ trung tâm ra ngoại vi rồi tới mô giáp lành nó không có một cái ranh giới rất rõ. Và thứ hai là cái tưới máu á, là tưới máu giảm tưới máu chứ không phải là tăng tưới máu. Anh chị nếu để ý kỹ các guideline hướng dẫn, người ta thấy là mặc dù chúng ta hay suy nghĩ là cái gì viêm nó sẽ tăng tưới máu, nhưng mà viêm giáp bán cấp được cạc ven, cái trung tâm nó là giảm tưới máu. Người ta giải thích tại sao nó giảm tưới máu, tại vì nó phù nề ở bên trong đó và nó làm cho giảm cái tưới máu, nó áp lực lên các mạch máu làm nó giảm tưới máu bên trong. Cho nên là chúng ta ít khi bị nhầm lẫn giữa viêm giáp bán cấp
và cái Basedo. Nhưng mà chúng ta sẽ dễ nhầm lẫn giữa Basedo và viêm giáp Hashimoto giai đoạn mới. Thì tôi cũng xin tiếp lời của bác sĩ Liêm là cái viêm giáp bán cấp được cà phê đó, thì thật ra trên lâm sàng nó có những cái triệu chứng chỉ điểm mà chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta chẩn đoán, và dĩ nhiên là chúng ta nên làm siêu âm nếu mà cái lâm sàng của chúng ta mà chúng ta cảm thấy mà chưa có yên tâm. Thì bác sĩ Liêm đã nói rõ rồi về cái vấn đề tưới máu là viêm giáp bán cấp được cặp ba thì không có tăng tưới máu, trong khi Basedo mà toàn phát thì nó rất là rõ rệt. Viêm cái viêm giáp bán cấp được cặp ba đó thì 90% là bệnh nhân rất là đau ở cổ, nhưng mà khoảng độ 10% bệnh nhân không đau gì hết. Và nếu mà bệnh nhân có triệu chứng nhiễm độc giáp tố đó, do cái nang nó bị vỡ ra và nó phóng thích hormone vào máu đó, thì phải công nhận là triệu chứng lâm sàng nó khá giống bệnh Basedo. Nhưng mà nếu mà các bạn làm xét nghiệm thì các bạn chú ý đó là vì là hormone nó đổ vào máu cho nên chúng ta cũng vẫn thấy FT4 tăng và TSH giảm. Nhưng mà vì đây là một tình trạng viêm, mà cái viêm này nó không phải là viêm tự miễn như là Basedo, nhưng mà một cái đặc điểm của viêm giáp bán cấp được cà phê là VS nó tăng rất là cao, trên 100mm trong một phút trong cái giai đoạn đầu á, thì nó rất là gợi ý. Và cái thứ hai là tiroglobulin nó tăng lên trong máu, là bởi vì khi nang nó bể ra nó đổ tiroglobulin vào trong máu, thành ra trong giai đoạn toàn phát á, thì cái VS và cái tiroglobulin nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Trong khi đó thì ở bệnh Basedo thì chúng ta biết là VS thì không tăng cao đến như vậy và tiroglobulin cũng không có tăng, bởi vì là cái kích thích về tự miễn nó làm tăng những cái mạc cơ đã về vấn đề tự miễn, thí dụ như là TEAB mà TSI. Thì nếu có dịp nào khác thì chúng ta sẽ đề cập đến cái chuyện đó. Thì bây giờ thì sẽ xin cảm ơn bác sĩ Liêm, chắc là còn một ngày nào khác thì cũng phải nhờ những cái kinh nghiệm lâm sàng để cho bác sĩ lâm sàng học hỏi. Bây giờ không biết là bên chúng ta đã sửa soạn xong bài của bác sĩ Hoàng chưa? Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái đề tài thứ hai là tiếp cận biếu giáp nhân và những cái sai lầm thì chắc là không dám nói, nhưng mà hạn chế trong cái FNA của tuyến giáp. Dạ, xin mời tiến sĩ Lâm Văn Hoàng, bây giờ đang bị lockdown ở Bệnh viện Chợ Giấy.